Thưa quý vị, song song với các hoạt động của các tự viện trong nước, nhiều hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài cũng đóng góp nhằm hỗ trợ người dân Đà Nẵng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Đáng chú ý trong số đó là hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc với nhiều công tác từ thiện thường xuyên, liên tục, ủng hộ đồng bào những địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kể từ khi dịch khởi phát từ đầu năm cho tới nay. Ngày hôm qua mùng 10 tháng 8 năm 2020, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh để gửi tặng quà hỗ trợ cho bà con nhân dân thành phố Đà Nẵng trong đợt dịch COVID-19. Tại đây, đoàn đã trao quà gồm nhu yếu phẩm, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn để chuyển ra tâm dịch Đà Nẵng với tổng giá trị gần 300 triệu đồng do các thành viên của hội cùng các vị mạnh thường quân gần xa đóng góp. Từ đầu năm đến nay, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc liên tục tổ chức các chuyến thăm và tặng quà cho bà con và Phật tử bị ảnh hưởng bởi hạn mặn và dịch COVID-19 như vật tư y tế chống dịch, khẩu trang, nước sát khuẩn và tiền mặt với giá trị lên đến hàng trăm triệu mỗi lần trao tặng.